Cảnh sát Quảng Trị vây bắt nhóm vận chuyển 100 kg ma túy. Ngày 31 tháng 3 tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cảnh sát đã chặn bắt ô tô trên quốc lộ 9, đoạn xã Tân Long vì nghi ngờ xe này vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp vào Việt Nam. Khám xét xe, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói ma túy đá giấu trên trần. 5 người Lào bị bắt giữ cùng các tang vật. Nghi phạm khai được một người ở Viêng Chăn thuê vận chuyển số ma túy này vào ngày 27 tháng 3, đem giao cho khách hàng ở thành phố Đông Hà với tiền công khoảng 35 triệu đồng. Sau đó, nhóm chuyển ma túy lên thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa để đánh lạc hướng và tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng Việt Nam. Mở rộng điều tra, công an truy bắt thêm 4 người Lào trốn tại Khe Xanh.